Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình đã góp nhận 2,5 tốc cần CPS nghe các bạn. Mỗi một được ghép bằng 1,5 tốc cần CPS. Để tham gia chương trình này hôm nay, các bạn click phần link mô tả. Mình mở cái link form ra, nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn follow kênh Seller nữa. Join kênh Seller của nhóm Telegram nha các bạn. What? Rồi các bạn join dần các bạn. Con chắc của nó nè các bạn. 1 CPS bằng 0.009 này thì các bạn bắt đáp lại các bạn. Chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại các bạn nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ thứ hai các bạn join group nha các bạn. Con chắc của nó các bạn copy con chắc nó các bạn áp vào dưới chút collect của các bạn đi bạn. Mơ chiều nó có về thì các bạn dễ nháy các bạn. Vâng. Rồi, các bạn join tiếp kênh Seller nó hai kênh. Giờ này góp này có hai mới có hai người tham gia nha các bạn. Đâu nó nói gì ta? Nãy giờ là gì ta? Rồi các bạn bắt đáp lên em không? Nhiệm vụ thứ ba các bạn follow Instagram của nó các bạn. Kèo này mình thấy là khá là uy tín nha các bạn nên cố gắng làm con này các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi các bạn nhấp vào trang cá nhân đồ ngự của mình dưới ấy nè các bạn ghi username mình luôn đi. Rồi các bạn chỉ cần copy cái dòng thời gian của mình nha các bạn. Các bạn sao chép dòng thời gian mình đi các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn chơi inform đi các bạn xuống đây điền inform đi các bạn. Đây thì tên người dùng Instagram thì các bạn bắt vào các bạn. Bắt cái đường link hồi nãy vào đây nè. Rồi các bạn bỏ cái từ kế hoạch này đi các bạn. Rồi các bạn thêm cho mình ở cộng các bạn. Các bạn bỏ cho gạch đây cuối luôn đi. Rồi tiếp tục thì theo word các bạn chỉ cần follow theo word thôi các bạn. Đấy chứ nha các bạn. Rồi các bạn follow tweet nha các bạn follow nè các bạn. Đang theo dõi phan hoàng các bạn chạy chút xíu nha các bạn. Sao nó không có bài tài quyết ta? Hai các bạn. Rồi các bạn tài quyết là các bạn mới đáp lại nha các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn đi cho nó các bạn. Đầu tiên thì trên tốc cần này đã list lên sàn Uniswap các bạn. Rồi đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của mình nè. Nhân Quỳnh 5991@gmail.com nè các bạn. Rồi tên người dùng Telegram thì các bạn mở Telegram của tất cả các bạn vào setting copy username Telegram của tất cả các bạn các bạn. Tên Twitter cũng vậy luôn các bạn mở trang tweet của tất cả các bạn vào trang cá nhân đầu người của bạn và gặp cộng MMO của bạn. Rồi địa chỉ còn mã cái phone này các bạn ghi giùm mình ở cộng anh 1133 nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ với ETH của mình ra nè. Wallet, MySell Wallet nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nữa các bạn.
các bạn copy địa chỉ IP của mình các bạn, các bạn sao chép lên, các bạn chạy lên form này, các bạn bắt từ đây các bạn. Rồi các bạn bóc gỡ là xong các bạn. Vậy video bên đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.